À, chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một cái âm ly khủng long nhất trong những cái âm ly của Pioneer mà nó có cổng giải mã DAC tích hợp. Thì con này là cái con Pioneer A90D, thì mình có thể nói con này là nó đập tan luôn cả Denon 1010D hay là 890D trong một nốt nhạc luôn, hay hơn rất là nhiều, và cái mức giá xuất xưởng nó cao hơn rất là nhiều. Thời điểm ra mắt nó có mức giá lên 220.000 yên. Cùng thời điểm bây giờ thì Denon 890D nó chỉ là 90.000 yên và Denon 890DG chỉ là 100.000 yên, hay còn 1010D thì nó chỉ là 178.000 yên thôi. Thì cái con A90D của Pioneer này nó thật sự là rất là khủng, khủng về cả mức giá, khủng về cả công suất, khủng về cả thiết kế nữa. Và bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem con này nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh Nguyên Hùng Audio nếu chưa đăng ký kênh của mình. Để làm chi? Để là các bạn có thể cập nhật sớm nhất những video mình đăng lên mỗi ngày, và cũng thật sự mà nói là để ủng hộ Nguyên Hùng Audio thôi. Thì để mình chọn con đèn vào đây tí, tại vì cái con đây này nó màu đen đó, đây nó hơi nó hơi khó để các bạn nhìn thấy cho nó đẹp. Thì con này nó là đen bóng piano, có nghĩa là mặt kính chúng ta có thể giống như soi gương được. Bạn thấy thì mình giơ tay là nó ánh lên cái âm ly. Con A90D nó được ra đời vào năm 1987, cái thời điểm mà cái công nghệ DAC, công nghệ giải mã nó mới phát triển thôi. Thì con này lúc đó là nó gọi là công nghệ cao cấp nhất thời điểm bây giờ rồi. Thì các bạn thấy cái mình mới lau chùi bụi này nó hơi còn ướt ướt thôi. Thì con này nó có cái dòng chữ là Reference Digital Stereo Amplifier. Reference là dòng tham chiếu. Chúng ta thấy những cái dòng loa Reference thì nó có cái mức giá rất là khủng, hay là những cái âm ly Reference. CD cũng có dòng Reference. Những cái dòng tham chiếu là những cái dòng khủng long của hãng. Con này thì nó nặng lên đến 29,3 kg, công suất là 365W. Và cái thiết kế của nó thì nó rất là đẹp, nó có hai cái đường chỉ vàng này, nó gợi chúng ta nhớ đến cái dòng Sansui 607 đề cá, 707 đề cá, thì nó đều có hai cái chỉ vàng. Nhưng mà thực sự con này nó đẹp hơn rất là nhiều, tại vì má gỗ của nó là bóng lưỡng luôn, bóng lưỡng luôn nha các bạn, chứ không phải là má gỗ gọi là nhám simili. Con này nó giống như giả đá luôn, nó giống đá sơn mài và nó không có một tì vết nào ở cái cả hai bên. À, âm thanh lúc mình quay thì nó hơi có cái tạp âm một chút, mình nên cái video này mình đang quay nó hơi ở bên ngoài nó hơi ồn nên mình không có test âm thanh. Mình sẽ đợi vào buổi sáng mình sẽ test âm thanh cho các bạn nghe, hoặc là buổi trưa để không gian nó yên tĩnh. Bây giờ mình sẽ quay phía trên lưng cho các bạn xem. Nhìn trên lưng thì các bạn sẽ thấy vào cái lưới tản nhiệt hình tổ ong này, nó có hai cục tầng phô rất là khủng luôn, hai cục tầng phô nồi, không phải tầng phô nồi, tầng phô đúc. Tầng phô nồi thì người ta hay nói dành cho những cái cục tầng phô mà nó đúc hình tròn, thì tầng phô nồi và tầng phô này đều gọi chung là tầng phô đúc thôi. Thì nó đúc hai cục rất là khủng luôn. Và cái con Pioneer A90D này thì nó có cái công suất khủng long hơn Denon 1010D hay là Denon 890D rất là nhiều. Công suất nó lên đến 365W nha các bạn. Con này thì nó chạy đến 12 con sào thang, 12 con sào thang nha các bạn. Đây là cái mạch kỹ thuật số của nó, mạch DA của nó. Rồi bây giờ mình quay phía sau cho các bạn xem. Thật sự rất là nặng, một tay vừa vừa di chuyển một tay vừa quay thì nó hơi bị rung lắc. Đây, quay từng một miếng gỗ cho các bạn xem. Rồi mình quay phía sau, các bạn thấy không, tìm thấy một vết trầy ở con này rất là tuyệt vời. Nó đánh loa là từ 4 đến 16 ohm trong một mỗi cặp, và chúng ta chơi AB thì nó đánh từ 8 đến 16 ohm.
tất cả các giác cắm còn đều vàng hờm với nhau bạn. Và cái cổng này, cổng cáp quang này, optical này, cổng dây mã DAC này, nó còn có chơi được cổng đồng trục nữa nha, đầy đủ, cạnh tranh song phẳng với đèn ông luôn. Nhưng mà thực sự nó đánh bật đèn ông 1010D trong vòng một nốt nhạc luôn. Thực sự câu nói này mình rất là quen thuộc, nhưng mà mình để mô tả được cái sự hay của nó thì mình phải nói cái câu này thôi. A, B. Dòng Pioneer thì nó thường để cái B ở phía trên, A ở phía dưới. Chúng ta lưu ý, nhiều lúc chúng ta cắm phía trên chúng ta cứ đinh ninh là A, phía trước chúng ta nhấn A không nghe nó hát, không biết có vấn đề gì mò hồi không ra. Rất là đẹp luôn. Đây là công suất của nó, 365W nha các bạn. Mình sẽ dành một video sau để mình sẽ mở khám phá nội thất bên trong cho các bạn xem. Và bây giờ mình sẽ bấm thêm cái thông tin của trang Nhật Bản cho các bạn xem cái âm ly này nhé. Đây là cái thông tin mình đang cập nhật trên website của nó này. A90D, cái thời gian ra mắt là năm 1987, mức giá xuất xưởng là 220.000 yên. Với mức giá này thì nó tương đương khoảng 40 mấy triệu lúc bây giờ. Lúc năm 87 40 mấy triệu thì khoảng bằng mấy trăm triệu bây giờ đấy. Thì không biết có phải không, nhưng mà so với lạm phát thì nó cũng phải hơn trăm triệu bây giờ. 29,3 kg, 365W. Thì cái trang audio database này thì nó cập nhật rất là đầy đủ. Và 587 nha. Đây mình gõ cái con 1010D cho các bạn xem. 890D trước đi. Mình sẽ gõ 890D trước cho các bạn xem. Để DG đi như nữa, nó chỉ có 93.800 yên thôi. Còn 890D màu đen thì nó chỉ có là 89.000 thôi. Rồi bây giờ mình gọi đến 1010D. Một 1010D thì nó được 178.000 yên cùng một năm 1987 với con A90D này, mà nó cũng chỉ có 323W thôi. Hả? 1010D thì nó lại không hỗ trợ được 4 ohm nhưng mà nó chỉ hỗ trợ 6 ohm 8 ohm thôi. Rồi thì mình so sánh như vậy để các bạn biết được là cái con này nó hơn rất là nhiều, hơn ở mọi thông số, từ giá tiền, từ công suất, từ cái thiết kế mạch bên trong, và cũng như là cái hỗ trợ cái trợ kháng. Thì bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ sớm mình. Và cuối cùng mức giá mình đưa ra cho con Pioneer này là 17 triệu nha các bạn. Một mức giá không hề cao đối với một con Omni 2N cao cấp như thế này. Và lưu ý là nó có hỗ trợ giải mã DAC nha các bạn. Thì chúng ta có thể bấm chức năng DAC qua cái cổng lựa chọn là Digital. Đây, Digital 1, Digital 2, Digital 3. Đó. Bát trép, ba lăng. Từng cái nút đều còn rất là đẹp luôn. Rồi mình sẽ dành video quay test trong cái phần sau. Cũng như tháo máy cho các bạn xem. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ sớm Nguyên Hùng Audio nhé. Và mình có bán thêm đĩa CD nữa. Thì ai có thể mua đĩa CD ủng hộ mình thì cũng có thể vào Zalo, mình sẽ gửi link danh sách cho các bạn xem. Và cuối cùng thì mình sẽ xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip khác. Bạn nào mà cần bất kỳ cái nhu cầu về âm ly, loa gì hay tư vấn gì thì nhắn mình trên Zalo. Mình nếu mình rảnh mình sẽ trả lời, hoặc là gọi mình thì mình sẽ trả lời sớm nhất. Cuối cùng thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn đến từ Nguyên Hùng Audio.